Chào các bạn. Các bạn ơi, thì hôm nay thì mình cũng nhân chút thời gian, mình cũng mới về nhà các bạn. Mới về thăm gia đình mình đi cũng mấy tháng rồi. Mình cũng ghé mình thăm cái cơ sở của anh bạn mình. Thì cơ sở nằm ở ngã năm Bòn Gia các bạn. Cơ sở này những bạn xem clip của mình á thì các bạn biết liền à. Hiện tại giờ cái mùa của mình là mùa nước nổi các bạn. Nước nổi nên xe chuyển về đây rất là nhiều các bạn ơi. Xe nhiều dữ lắm. Để chút mình ghé đây chắc mình sẽ quay cho các bạn xem chắc hai cái clip quá. Thì tại vì cái mình làm một cái clip thì chỉ dài khoảng mười mấy 20 phút thôi, nhưng mà ở đây mình thấy có nhiều cái cảnh đẹp quá nè. Thì các bạn xem clip này thì ngày mai các bạn sẽ đón xem một clip tiếp theo giùm mình ha. Để mình vô mình thăm ảnh coi. Ảnh vẫn chưa biết mình về nữa. Xe quá trời. Thì mình cũng mới tới cái cơ sở của ảnh cũng chưa biết mình tới đó các bạn. Để mình vô mình chào ảnh đây. Khỏe anh ơi. Rồi em mới về anh ơi. Rồi khỏe em. Rồi. Lúc này sao anh, khỏe không? Khỏe. Lúc này anh cũng làm lai rai được em ơi. Này sao mà ghế trưởng không trưởng anh? Thì anh cũng tranh thủ về nhà thăm nhà nè. Thì cũng ghé thăm anh em luôn. Ủa anh Thắng ơi, cái xe năm nay đổi đây cũng nhiều hả anh? Cũng nhiều, mùa nước người ta hết đất làm á. À, vậy hả? Về đây tu lại. À, hiện tại giờ cái garage của mình được hết luôn là mấy chiếc anh? Cũng 8 chiếc. 8 chiếc hả? Còn 2 chiếc đầu sau nữa. Vậy rồi để cái clip sau cái em quay vòng vòng cho các bạn mình cùng xem 8 chiếc ha. Anh đang làm cái rào. Ủa cái rào này xe 05 phải không? Dạ. Tới 8 tháng 6 xong 7 tháng 2. Cái rào này tỷ giá mà mình đóng về bao nhiêu tiền anh Thắng? 19 triệu rưỡi anh. À. Vậy là cũng bằng giá có anh bạn kia cũng comment em ở dưới nó đóng cái rào ở bên Sóc Trăng Cà Mau với anh cũng 19 rưỡi luôn anh ơi. À, đóng là anh thấy lô ba đóng bạc luôn á. Đó là bạc luôn hả? Bạc luôn, tui luôn. À. Long đoàn tui luôn, long đoàn của cái lô tai á. À. Cho nó không được bài mòn luôn. Quá trời ơi, cái rào nhìn thấy mê quá. Nếu mà mình xe mặt trời thì giá thành rẻ hơn. Dạ. Là coi như mình đóng cái lỗ tai đóng bạc luôn đó luôn hả? Là giá 19 triệu rưỡi hả anh? Đúng rồi. À. Giá cũng mềm cho anh em xài. À. Quá trời cái rào. Rào sắt cũng dày dữ hả anh? Cái đế dưới mình đóng bao nhiêu ly? Cái đít á. Mình xài có một miếng 14 ly. 14 ly ha. Một tấm là mình lấy bằng với cái núi gào luôn. Là vuốt cái ly cho thẳng á. À. Vậy là cái đá này dài đó, dài tới 1 mét mốt là chưa tính cái răng. Ờ à, vậy ha. Nếu tính cái răng là lên tới 1 mét 45 ly. À. Cái bề ngang của gào này là mấy tấc vậy anh? Mét không? 8.6 em. 8.6 hả? 8.6 tại nó lấy đá dài. À là cái lòng nó sâu. Thì cần nói nữa, cho nên cần nó cần dài. Cần dài á, cho nó gào nhỏ chút hả? Ừ. Gào này thì rất nhỏ hơn gào của em à. Bề ngang á. À. Nó dài chủ yếu nó dài để giúp ta ly vô lẹ. À rồi. Chỗ này thì xe đậu nhiều quá các bạn. Đây là cái con F2. Cuối đời 92 mà đầu đời 93 nha các bạn. Con này cũng còn mới quá, nhưng mà mới cái dấu này là dấu mới sơn các bạn ơi. Mới sơn để mình coi cái số seri của nó là 265 F2 6956. Thì cái con này thì mình xài cái cuối đời 92 đầu đời 93 này thì mình xài đùi lục giác các bạn. Con này thì thấy còn mới quá chứ. Ủa anh Thắng, cái con này anh cũng mới sơn lại hả anh? Mới sơn lại. Sơn cái này sơn hết luôn phải nhiêu tiền anh? Sơn hết luôn tại cái mình thì bắn cát. À. Còn cái cạnh còn đẹp, sơn phủ lại không hả? À vậy hả? Thì bắn cát cái mình không thì 2 triệu. À. Còn sơn phủ cái chiếc xe 10 triệu nữa. Ủa này anh sơn hay là thợ sơn vậy? Thợ sơn. Thợ sơn hả? Thợ sơn ảnh 10 triệu á, tại cái đít là nó sơn là 1 là 2 rồi ở đầu nữa. Sơn phủ lại, sơn phủ lại, sơn vàng lại. Ủa anh Thắng, cái con máy này, cabo này có phá lại chưa anh? Có phá được không? Không.
không à. Để mình lên mình giới thiệu cái con máy này cho các bạn cùng xem ha. Để người ta mới sơn mình bỏ dép ra mình lên quá mới các bạn ơi. Đây là con máy của nó này. Con máy này thì Mitsubishi 4D31. Này xài turbo 3 chân các bạn ơi. Turbo có 3 chân à. Máy cũng còn mới đó. Có điều cánh quạt nó bị mục quá nè. Cánh quạt này, quạt này chạy cũng mục lắm. Cánh quạt này theo như mình thì mình chắc mình đổi rồi. Đổi nó quạt mới. Vậy thì mình chạy có thể bị thiếu gió các bạn. Mỏng quá rồi mình chạy, khi mà mỏng quá các bạn biết lý do sao không? Mỏng quá khi mình cái hoạt động cái nóng, cái quạt mình nó sẽ nóng lên á, nóng lên cái quạt mình nó sẽ mềm mềm. Mềm rồi mình sẽ bị thiếu gió. Đây là cái bơm nó nè các bạn. Nãy giờ mình cũng vô mình cũng mượn cây lục giác của ảnh. Thì sẵn mình giới thiệu cái con xe này mình cho các bạn cùng xem luôn. Cái con này thì nãy mình cũng hỏi cái cơ sở của ảnh thì con này thì cái chủ thì người ta về là không có đây. Ảnh nói con này còn lanh lắm các bạn ơi. Mà cái bơm gì thì mình cũng cũng không biết bơm gì luôn. Nhưng mà cái ở trên đây mình coi. Cái thì cái bơm là bơm rin của nó nè, nhưng mà cái mã số của nó thì là 43204. Kêu là bơm gì mình cũng không có rành nữa. Nhưng mà cái này thì cái bơm con của nó thì thay rồi các bạn. Bơm này là bơm con này là của Hàn Quốc nè. Thì nãy mình hỏi ảnh thì cái xe này thì người ta chưa có làm bơm lại, bơm rin luôn á các bạn. Cái này là cái lực đi các bạn, lực đi nè. Còn cái này là cái lực dìa của cái ta lái. Để mình khóa lại cho anh. Chủ xe này thì mình nghe cái anh Nguyễn Thắng ở cơ sở này là ở Tân Phước, dân địa phương ở vùng này các bạn ơi. Cái xe này thì cái dàn lông còn mới quá, cũng sơn lại thấy cũng ngon quá nè. Cái còn cái con này các bạn, con này con 260 à, mà tại dán tem con 265 á. Con này thì ảnh cũng mới nói cần là để mình hỏi lại cái anh cơ sở này coi. Ủa em, cái con này là lúc đó em lại quay clip là con này mới nói cần lại phải không? Đúng rồi anh, con này nói cần 4 tấc. Thì cần rim của nó thì dài có 3 mét thôi. Nhưng mà nói lên nó dài 3 mét 4 anh. Ừ. Nói theo cái bộ rim con 265 luôn. Ừ. Giống như 265 này thì thấy anh. Rồi. Chỉ khác cái con mới hàng giả thôi. Nếu mà hàng em mới hàng giả này có cái chim ắc chim đi vào á. Ừ. Giống con 265 hoàn toàn luôn. Tại vì anh chủ xe nói khỏi để cho để như vậy không có hàng con hàng giả. Ừ. Nếu mà hàng giả là không biết rất khó phân biệt con 260 và 265. Các bạn còn nhớ cái anh này không? Anh này là lúc đó mình quay một cái clip là mình thay cái mâm á, ảnh nó qua thay cho mình nè. Chào mọi người nha, mọi người nhớ qua kênh hỏi chú Bước Cùng Cây giao lưu nha mọi người. Anh bạn này nè, ảnh có cái kênh của ảnh là hội sư Quốc Bằng Tây á, thì ảnh làm bên cái cơ sở của anh Nguyễn Thắng của mình nè. Các bạn có xem clip á, các bạn ghé qua kênh ảnh ủng hộ ảnh nha các bạn. Thôi vậy chào mọi người nha, mình vô cơ sở để làm việc tiếp. Chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành thì tràn đầy năng lượng nha. Rồi cảm ơn em nha. Thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn xem cái con xe này nè. Con xe này thì hồi nãy cái con xe trước á, các bạn biết tại sao mình phân biệt được con 260 số 5 không? Chỗ này nè các bạn, nãy mình quay clip trước á, là để con này là hiện tại là 260F2. F2 thì 7267. Con này thì đời 93 các bạn. Đời 93. Con này thì tháo cabin ra rồi. Thì chắc mấy con xe này cũng dễ xài các bạn ơi, điện đài cũng dễ lắm. Khi mà mình nối cái cần ra các bạn thì thường thì mấy anh chủ xe đồ á, người ta sẽ bóp cái gào lại cho nó nhỏ bớt các bạn.
vẫn gầu 5 răng nhưng mà bề ngang còn rất là nhỏ nè. Chứ mình mà mình làm cái gầu bự quá cái nổi cần ra nữa thì cái mâm mình nó sẽ dễ bị ảnh hưởng lắm. Cái con xe đời 93 này nè thì mình cũng xài đùi lục giác luôn các bạn ơi. Chỗ này thì cũng có con Sumi luôn. Sumi này thì chắc đời chắc cũng thấp rồi nên mình cũng chưa biết đời nhiêu nữa, để mình coi cái này coi. Con này thì 260 FA. Mã của nó là 6. Không, mình xin lỗi, xin lỗi. Đúng không bạn ơi? Mã nó là 6006. Thì cái con này theo mình đoán thì con này khoảng đời 89 các bạn. Thì mình thì xe mình cũng không rành gì mấy, thì nếu mà mình có nói sai gì đó thì các bạn xem clip của mình nè, thì các bạn comment mình ở dưới thì mình sẽ khắc phục lại các bạn ơi. Để mình cho các bạn xem cái con máy này. Con máy này thì Mitsubishi 4D31 các bạn ơi. Thì cũng trục bô 3 chân luôn. Con máy này nhìn cũng còn ngon các bạn, còn mới lắm. Tại vì thì các bạn biết sao không? Tại vì cái anh chủ này anh cũng có thể là anh ít có vệ sinh đó, thì các bạn thấy hơi đen đen chứ ra còn mới lắm các bạn. Đây là cái ủ quay của nó nè, cái kích nước, cái nước làm gì bị sôi rồi. Mình trào nước ra quá trời các bạn ơi. Xe mình á thì mình cái kích nước của mình á thì tầm khoảng cỡ 1 năm gì đó mình sẽ xúc lần các bạn ơi. Sẵn đây mình cũng giới thiệu cho các bạn xem cái con xe này luôn. Con xe này là 03 các bạn. 03 để mình coi coi. Coi cái con này thì 03 rưỡi anh. 03 rưỡi. Để mình hỏi anh làm gì? Làm gì anh? Ủa cái này là cái cục sạc đó mình đó hả? Cục sạc, cái đĩa điện 110. Em cũng mới thấy luôn. Thì sao mua Sài Gòn hả anh? Sạc vậy, cục sạc này là sạc rất mạnh lắm á, sạc bao lâu mới đầy cái bình vậy anh? Tùy theo mình có chỉnh mà, chỉnh sạc mạnh hay yếu nè. Bật qua đây là sạc hết đát luôn, lẹ lắm. Đâu bật qua đâu? Mà mạnh qua hết đát luôn à. Bật qua đây nè. Lẹ quá. Sạc chừng nào cái kia tới về số 0 á là đủ điện. Vậy là chút nữa anh nổ máy cho các bạn mình cùng xem cái trong đây như thế nào ha. Rồi. Rồi để sạc bình cái. Ủa vậy là nó bị bình đang bị yếu hay gì? Bình yếu tại có cái bình này bình cũ nè. À. Trong đó là bình riêng nó không như thế ta? Bình không, bình mới luôn. Dạ. Bình hôm nay mà. Rồi. Đây có bình cũ, xe này lấy này cũng cả năm rồi. Năm hả? Xe mới quá trời ha. Con này thì anh nói là chủ xe bảo trì lại cái dàn ắc hết các bạn ơi. Xe mới đó. Cửa thì anh khóa rồi. Đây là cái cục phân phối của nó nè. Cũng gọn quá. Sẵn ở đây thì mình leo lên mà giới thiệu cái con máy của nó cho các bạn xem luôn. Để mình kiếm cái đường mở rồi sao. À, có thể dưới bật lên này. Đây là cái máy của nó nè các bạn ơi. Quá trời mới luôn rồi. Để mình coi coi. Cái máy này là máy 4G G1. Còn mới lắm. Thì cái dòng xe này thì cũng mới sản xuất rồi mà. Dòng xe này đời 2002 á.